cô chào Kim Thảo. Dạ. À, có khế ngon quá. Cô định đãi em ăn món khế chấm muối ớt sao? Từ từ thôi, không cách này thì cách khác, em cũng sẽ được thưởng thức khế thôi. Dạ. Nhưng mà đầu tiên chào quý vị khán giả đó nha. Dạ đồng ý. Đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Thật ra thì không có cái gì bí mật đâu. Cô chuẩn bị khế là vì có một cái email của khán giả gửi cho chương trình nè. Đây là của một bạn gái xin tư vấn về một món canh. Kim Thảo đọc dùm cho cô với lại cho quý vị khán giả cùng nghe đi. Dạ đồng ý, em đọc nha. Bạn gái này viết là: năm hết Tết đến ai ai cũng bận rộn. Nhà em cũng vậy, bố mẹ làm kinh doanh nên lại càng bận rộn hơn. Chính vì vậy mà em được giao toàn quyền phụ trách bếp núc. Em cũng thường xuyên xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nhờ đó cũng đã nấu được vài món ngon cho cả gia đình của em. Hôm nay xin chương trình hướng dẫn cho em một món ăn ngon, dân dã, dễ ăn, giúp tiêu cơm trong những ngày cả nhà đều vất vả và mệt mỏi. Xin cảm ơn chương trình. Một tâm sự rất là dễ thương đúng không cô? Bạn gái này rất là yêu thương bố mẹ của mình nè, muốn tự tay nấu cho bố mẹ những món ăn thật là ngon. Và như vậy thì nghĩa vụ của cô nè và của Kim Thảo là sẽ phải giúp cho bạn gái này hoàn thành sứ mệnh bếp núc của mình. Vậy thì cô đã nghĩ ra một món canh nào đó dân dã, dễ ăn và dễ tiêu chưa? Có ngay đây, và món ăn này chắc chắn là các thành viên trong gia đình của bạn gái nó sẽ rất là thích đây. Đó là món canh hến nấu khế. Để thực hiện món canh hến nấu khế thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 250g thịt hến, khế chua, cà chua, hành lá thì là, một trái ớt sừng, hai trái ớt hiểm, 100g măng chua, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Theo em thấy thì các nguyên liệu rất là dễ kiếm cô ha. Nghe cô giới thiệu là có măng chua, khế chua và cả cà chua nữa thì em nghĩ là món canh này sẽ có vị chua chua rất là ngon. Bên cạnh đó còn có vị ngọt ngọt nè, rồi có vị thơm thơm nữa, chắc chắn là sẽ bắt cơm lắm đây. Đúng rồi, quý vị khán giả cũng cần lưu ý là trước khi chúng ta luộc hến á, thì khi mà hến mới mua về mình rửa sạch là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà sau đó phải ngâm hến ở trong phần nước có pha một chút muối để giúp loại bỏ những cái phần sạn, cát và những cái chất dơ trong hến ra. Thì khi nấu canh, món canh của chúng ta sẽ ngon hơn. Cô sẽ ướp vào trong cái phần hến này một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nè, một muỗng cà phê đường. Kế đó thì cô sẽ sử dụng hai cái trái ớt hiểm này đập dập ra. Rồi cô cho chung vào luôn. Em nghĩ là khi mà chúng ta nấu canh thì trong nước canh chúng ta cũng có nêm gia vị mà cô. Khi mà nước sôi lên mình bỏ hến vào thì hến cũng thấm gia vị mà. Đúng là trong quá trình nấu canh á, thì quý vị khán giả sẽ có nêm gia vị vào. Tuy nhiên chúng ta ướp thêm một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và một muỗng đường vào á, hến sẽ có vị ngọt đậm đà hơn sau khi chúng ta nấu. À em nhớ rồi, em sẽ không bỏ quên việc này đâu. Cảm ơn cô Diệu Thảo. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nên ướp hến trước với gia vị để khi nấu thịt hến được ngọt và ngon hơn quý vị nhé. Còn cà chua thì quý vị khán giả mua về chúng ta rửa sạch rồi sau đó chúng ta cắt muối. Phần khế này sau khi mà chúng ta rửa sạch, gọt bỏ cái phần sống ở phía bên ngoài này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cắt ra thành những cái khoanh mỏng như thế này. Hành lá thì quý vị khán giả sẽ cắt khúc. Bây giờ chúng ta sẽ cắt sang đến phần thì là. Cái mùi vị đặc biệt của cái món canh hến nấu khế này là mùi của thì là. Cuối cùng là chúng ta sẽ cắt ớt sừng ra thành khúc. Phần măng này thì quý vị khán giả sẽ mua về chúng ta rửa sạch đi, rồi vắt cho thật ráo. Dạ. Kế đó thì chúng ta cắt miếng vừa ăn thôi. Các nguyên liệu đã xong, chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Cô sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu đã nóng rồi thì chúng ta cho tỏi băm vào. Dạ. Phi cái phần tỏi băm này cho vàng thơm lên. Chúng ta sẽ trút hến vào. Sau khi cho hến vào rồi á, thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục xào cái phần hến này cho thơm. Kế đó thì chúng ta lại cho cái phần măng chua vào với lại cà chua và khế chua vào. Chúng ta sẽ xào chung luôn. Dạ. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho vào một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê muối. Dạ. Khi các nguyên liệu đã thấm gia vị và sôi trở lại thì quý vị khán giả sẽ cho hết 1 lít nước luộc hến vào. Cô cho hết cái phần ớt sừng đập dập vào. Mà em thấy là cái món này cô còn có kết hợp với ớt nữa thì sẽ có vị cay cay, chua chua. Chắc chắn là món này không chỉ ăn trong mùa hè, ăn trong mùa xuân, trong tiết trời hơi se se lạnh như thế này cũng rất là hợp lý, phải không cô? Chắc chắn rồi đó Kim Thảo. Và khi cái canh mà chúng ta nấu vừa mới sôi trở lại thì quý vị khán giả sẽ bớt lửa đi. Và chúng ta sẽ cho tiếp hành nè, thì là vào.
Sau đó chúng ta sẽ nêm thêm một muỗng canh nước mắm nữa và khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto vào. Cô sẽ cho thêm khoảng một muỗng cà phê tỏi phi vào nữa để nó tăng thêm cái mùi thơm cho món canh. Rồi, như vậy là món canh chúng ta đã hoàn tất. Quý vị khán giả sẽ múc ra tô và chúng ta sẽ ăn nóng món canh này. Cô cho thêm một ít tỏi phi lên trên nữa nè. Đến phần của Kim Thảo phải không? Dạ. Em cảm ơn cô Dự Thảo. Chua chua ngọt ngọt cay cay. Em thấy là món canh này có vị chua của khế, của cà chua, của măng chua. Bên cạnh đó có vị cay cay nhẹ nhẹ của một chút ớt hiểm nữa. Và hến thì giữ được độ ngọt. Và Kim Thảo nghĩ là món ăn này đã đáp ứng được tiêu chí của bạn khán giả yêu cầu ở đầu chương trình. Là một món ăn dân dã nè, dễ tiêu nè, và còn dễ ăn nữa. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Kim Thảo xin được phép nhắc lại ba cách thức để quý vị có thể kết nối với chương trình. Đó chính là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại là 0838237557, số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Và trang web chính thức của chương trình đang được rất là nhiều người yêu mến cũng như là đồng hành mỗi ngày, đó chính là món ngon mỗi ngày.com. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.